từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 khi khách hàng đến đăng ký tour cùng các dịch vụ vé máy bay, nhà hàng tại địa chỉ 95B 97 99 Trần Hưng Đạo, quận 1 sẽ được quay vòng may mắn 0 đồng với các hành trình đến châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Phú Quốc, miền Trung, miền Tây thông qua chương trình Sang Tour 0 đồng. Đại diện công ty du lịch Việt cho biết quyền lợi khách hàng sử dụng tour 0 đồng sẽ luôn được công ty đảm bảo ở mức cao nhất. Giống như hình thức vé máy bay 0 đồng, khách hàng sử dụng tour 0 đồng sẽ tham gia cùng một chuyến đi, sử dụng cùng một dịch vụ với chất lượng không hề kém cạnh so với du khách đăng ký theo hình thức thông thường. Cách thức săn tour 0 đồng gồm 4 bước đơn giản: đặt dịch vụ, săn tour, trúng tour, hoàn tiền tour. Cụ thể, đặt dịch vụ, khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của du lịch Việt đều được săn 1.000 tour 0 đồng. Săn tour, tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận tour 0 đồng và nhiều quà tặng hấp dẫn. Trúng tour, làm thủ tục nhận giải thưởng. Hoàn tiền tour, hoàn tiền trực tiếp cho khách hàng khi trúng tour 0 đồng. Hôm nay khai trương mở văn phòng mới thì mình cũng tham gia đăng ký đi vào việc cái tour Tết này, mình đi chơi cho gia đình. Ngay từ đầu thì mình cũng nghĩ là nó không có thật, nói chung là rất là vui. Được cái tour du lịch Việt thì được 0 đồng như thế này thì nói chung là gia đình rất là vui. Hôm nay là gia đình tôi đi 5 người thì tôi có quay 5 cái lần trúng thưởng thì nói chung là nếu được cái thêm những cái này thì nó tạo cho mình thêm cái sự thích thú. Theo tôi cảm nhận thì thấy là cái công ty du lịch Việt này là rất là tốt, mà hướng dẫn viên cũng tận tình. Cô may mắn được cái tour không đồng này là cô rất là sung sướng và rất mừng, vui mừng. Hiện tại thì các bạn tôi thêm du lịch không đồng này. Tôi không nghĩ là cái tour du lịch không đồng là có thật. Hôm nay rất là may mắn khi quay trúng cái tour không đồng đi Thái Lan, cảm thấy vui và may mắn. Khi mà em biết công ty du lịch thì hôm nay có chương trình khai trương để trúng thưởng thì em đã đến đây để tận dụng may của mình. Và không ngờ em đã trúng thưởng tour không đồng và được thêm một tour giảm 50%. Em rất là vui. Với số lượng lên đến 1.000 tour không đồng, du lịch Việt tin chắc sẽ đem đến du khách cơ hội trúng tour vô cùng lớn với nhiều hành trình hấp dẫn đến châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, miền Trung, Phú Quốc với lịch trình khởi hành suốt năm 2018. Đồng thời sẽ mang đến du khách cái nhìn mới mẻ hơn, đúng hơn về chất lượng dịch vụ tour không đồng khi được triển khai bởi những công ty du lịch uy tín tại Việt Nam.